Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FB Channel, mình Hùng Review đây. Mình đã làm rất nhiều những video review về sản phẩm iPhone 13 và có thể khẳng định cho anh em được một điều, đó là iPhone 13 chính là chiếc điện thoại đáng mua nhất thời điểm hiện tại. Có nhiều bạn comment rằng là mình có nhu cầu cao hơn hoặc là mình muốn có một chiếc máy có thiết kế mới hơn. Vậy thì đâu là cái con iPhone đáng mua tiếp theo sau con iPhone 13 thì đó là iPhone 15 anh em nhé. Năm nay thì anh em thấy rằng là iPhone 15 khá nhạt nhòa, gần như là người dùng sẽ không quan tâm mấy. Nhưng mà thực tế thì doanh số của iPhone 15 thời điểm hiện tại nó vẫn cực kỳ tốt. Và nếu mà cái mức giá chênh lệch giữa iPhone 15 và iPhone 15 Pro mà lên đến khoảng tầm là 6 củ khoai, 7 củ khoai thì mình nghĩ rằng là iPhone 15 vừa tiền hơn, ngon hơn nhiều mà lại có được đầy đủ những sự nâng cấp cần thiết. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau review lại con iPhone 15 sau khoảng tầm 8 tháng ra mắt để xem là với con này thì nó sẽ có gì ngon và đáp ứng được cho nhu cầu chúng ta những gì cũng như là điểm yếu của nó sẽ ra sao nhé. Nếu anh em nào quan tâm iPhone 15 với mức giá tốt nhất thì đừng quên tham khảo tại cửa hàng One Way Buy. Mình thấy mức giá hiện tại của iPhone 15 đang quá tốt rồi anh em ạ. Chỉ loanh quanh khoảng tầm 18 củ cho iPhone 15 hàng mới chính hãng V&A mà thôi. Ngoài ra nhé, anh em còn có chương trình thu cũ đổi mới. Ví dụ các bạn dùng iPhone 11, 12 mà muốn lên đời iPhone 15 thì lại được trợ giá tối đa lên đến là 2,5 triệu đồng. Ngoài ra nếu anh em thay linh kiện phụ kiện như kiểu pin của Vsense chẳng hạn thì hiện tại đang có mức giá giảm lên đến là 40%, thay pin thì khoảng tầm là 480k mà thôi. Chi tiết dưới ở ngay bên dưới anh em nhé. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Rõ ràng nếu như review về một con điện thoại iPhone thì mình đảm bảo rằng là 80% anh em sử dụng điện thoại Android, đặc biệt là những anh em mua những con điện thoại Android nào khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu ấy thì anh em sẽ cười và bảo rằng là chỉ có mấy ông iFan thì mới mua iPhone, dư tiền lắm mới mua iPhone, tầm tiền đấy mua mấy con điện thoại Android, màn tần số quét cao hơn, cấu hình tốt hơn, pin trâu hơn, sạc nhanh hơn, ngon hơn nhiều. Tuy nhiên ấy, thì mình phải nói lại các bạn rằng là điện thoại nó sẽ phục vụ cho nhu cầu của mỗi người và mỗi người lại có một cái nhu cầu khác nhau, nên là không phải là ai cũng thích điện thoại cấu hình cao, giá rẻ, không phải ai cũng thích điện thoại là có phải sạc nhanh tận 120W, vân vân và mây mây. Và iPhone vẫn là một trong những cái dòng điện thoại bán chạy nhất thế giới là vì nó có cái lý do riêng của nó anh em ạ. Và cái yếu tố làm được tốt cái phần đấy đó chính là cái hệ điều hành iOS. Anh em nào đã dùng iOS, anh em nào đã dùng Apple Pay, anh em nào đã dùng những tính năng như AirDrop hoặc là anh em nào đang dùng iPad, MacBook thì anh em hiểu rằng là cái hệ điều hành của Apple nó dính với nhau như thế nào. Nếu anh em đã dùng iPad chắc chắn anh em sẽ dùng iPhone. Nếu anh em dùng MacBook chắc chắn anh em cũng sẽ dùng iPhone. Nếu anh em đã quen với việc thanh toán bằng thẻ như kiểu Apple Pay ấy thì chắc chắn anh em cũng phải dùng với iPhone. Tại vì ngoài Apple Pay sẽ không có một cái gọi là cái hệ thống thanh toán nào nó đơn giản, nó dễ dàng, dễ dùng như Apple Pay. Mình biết rằng có Samsung, mình biết rằng là có Google Wallet, nhưng mà nó không thể nào mà sao nhỉ, ngon, dễ dùng và nó tiện giống như kiểu là Apple Pay vậy. Tại vì Apple Pay nó được tích hợp bên trong của những con iPhone rồi. Và việc bây giờ chúng ta cần làm nó chỉ là ấn hai lần nút nguồn là kích hoạt chạm chọn thẻ và thanh toán mà thôi. Và khi mà mình đã dùng Apple Pay ở trên iPhone rồi thì thực sự là đi ra ngoài mình không cần mang bóp ví hay gì hết cả. Mình chỉ việc là mang mỗi con iPhone thôi, nó có thể thanh toán ở bất cứ một cửa hàng tiện lợi nào. Và đây là một trong những yếu tố mà anh em dùng iPhone rồi thì hơi bị khó mà dứt ra nhá. Cái yếu tố tiếp theo nữa đó là cái sự đồng bộ liên quan đến yếu tố phần mềm. Nếu như anh em dùng một con điện thoại Samsung nhưng năm sau anh em đổi qua dòng điện thoại Xiaomi thì anh em sẽ thấy là chúng ta vẫn có thể đồng bộ dữ liệu được từ cái máy mới sang máy cũ, nhưng nó không thể nào đồng bộ 100%. Nhưng ở trên iPhone thì khác nhá. Khi các bạn đã đồng bộ qua thì nó đồng bộ toàn bộ, ý mình nói là tất cả luôn anh em ạ. Mình đổi từ iPhone 13 lên iPhone 15 nó sẽ đồng bộ từ mật khẩu này, tài khoản ngân hàng này, đăng nhập Zalo mình cũng không cần phải đăng nhập lại. Và đó là một yếu tố mà những cái con điện thoại Android không bao giờ làm được. Trên Xiaomi họ có thể đồng bộ hình ảnh, có thể đồng bộ ứng dụng nhưng anh em cần phải đăng nhập lại. Còn trên iPhone ấy thì nó bê nguyên cả cái data ứng dụng qua cho anh em luôn, không cần phải làm một cái gì lại hết cả. Nên thực sự rằng là cái tính đồng bộ này, cái ứng dụng của nó áp vào thì nó hơn hẳn so với điện thoại Android. Cái này chúng ta cần phải gọi là khẳng định thêm một lần nữa, đúng không? Và cái tiếp theo nữa là cái tính đồng bộ ở trong hệ sinh thái tai nghe, đồng hồ, iPad, MacBook. Đấy, các bạn copy file thả này, rồi bắn AirDrop này, rồi chúng ta có thể là truyền file các thứ ấy, thì ở trên iPhone rõ ràng là nó vẫn hơn so với hệ sinh thái Android rất là nhiều. Nên là anh em nào mà đang dùng iPhone, anh em đang dùng iOS thì anh em sẽ hiểu những gì mình nói. Và những cái ứng dụng ở trên iPhone ấy thì nó luôn có một cái sự ổn định nhất định. Mình dùng điện thoại Android thì mình thấy rằng là cái bàn phím chính là cái mà mình làm cho mình đau đầu nhất. Một số dòng điện thoại Android làm bàn phím khá cùi và thực sự là mình cần phải cài những phần mềm bên thứ ba, rồi cần phải
căn chỉnh lại bố cục phím. Nhưng mà bàn phím ở trên iPhone ấy thì tôi đố anh em nào chê được luôn. Đấy, với cái bàn phím ở trên iPhone ấy thì nó sẽ phân chia bố cục này, các phím này, và khi mà mình bấm vào ấy thì gần như là mình không bị gõ nhầm văn bản anh em ạ. Còn trên Android thì mình bị gõ nhầm khá là nhiều. Đấy, nó hỗ trợ tiếng Việt các thứ thì rất là đầy đủ. Và ngoài ra nhá, những cái hỗ trợ rất sâu ở trên iPhone nữa, ví dụ như là các bạn sử dụng những cái app bên thứ ba, như kiểu là anh em livestream bằng TikTok nhá, anh em livestream Shopee, anh em chụp ảnh bằng phần mềm nhận B612, thì chất lượng hình ảnh cho ra, cái sự tối hóa đến từ Apple nó vẫn tốt hơn so với Samsung. Nếu anh em sử dụng camera ở trên những ứng dụng bên thứ ba ở trên iPhone, nó vẫn có thể dùng được độ phân giải là 4K 60fps, nhưng mà ở trên những ứng dụng Android khi mà chúng ta sử dụng camera thì nhiều ứng dụng nó chỉ hỗ trợ là 30fps mà Full HD mà thôi, chất lượng của nó sẽ kém hơn khá là nhiều. Chưa kể là với iPhone thì nhiều anh em tin rằng là nó sẽ bảo mật hơn. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là bây giờ thì Android nó cũng bảo mật không kém đâu anh em ạ. Được một cái là nó cập nhật phần mềm rất ổn định, lâu dài và có tính đồng bộ. Đó, và như mình đã nói, anh em nào đã dính vào hàng của Apple rồi thì sẽ khó mà dứt được. Đó, và iPhone 15 cũng là một con điện thoại mà mình nghĩ rằng là nó có thể đáp ứng được tất cả mọi thứ, tất cả những gì anh em cần ở trên một con điện thoại iOS cần có. Và chưa kể là với iPhone 15, chúng ta sẽ còn có những sự nâng cấp rất lớn đến từ cái phần cấu hình. Thứ nhất là cái màn hình nó đập thẳng vào mặt chúng ta. Nếu như iPhone năm nay mà nó sử dụng màn hình tay thỏ thì chắc chắn đây là một quả bom xịt. Vì sao ạ? Vì nó không khác gì so với iPhone 13, 14 lắm. Nhưng mà rất may đó là iPhone 15 năm nay chúng ta đã có một cái màn hình Dynamic Island. Và với cái màn hình này thì nếu anh em nhìn qua, anh em sẽ thấy rằng nó không khác gì so với 14 Pro, nó không khác gì so với iPhone 15 Pro cả. Đã nhìn vào vẫn đủng biết rằng là đây là một con iPhone mới. Viền màn hình của nó rất mỏng, độ sáng cao, anh em sử dụng trong nhà hay ngoài trời đều ok. Thậm chí là độ sáng tối đa của em này sẽ đến là 2000 nit, độ sáng trung bình sẽ rơi vào khoảng tầm là 1000 nit. Thì anh em sử dụng gần như sẽ không gặp bất cứ một vấn đề nào. Và con này nó có kích thước sử dụng là vừa phải, tức là 6.1 inch, nhỏ gọn trong lòng bàn tay, và chúng ta có thể thao tác được mọi thứ ở trên cái màn hình này. Mình ví dụ nhé, kéo xuống bật album các thứ, chúng ta có thể là Google, hoặc là chúng ta có thể sử dụng tất cả mọi thứ bằng một tay rất đơn giản, còn tay còn lại thì chúng ta sẽ làm việc khác, còn việc gì thì anh em tự biết rồi đấy. Và ngoài ra thì đây cũng là một cái màn hình điện thoại mà mình nghĩ là ở mức nhỏ gọn mà chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ, sâu tất cả ứng dụng hình ảnh một cách chi tiết đầy đủ này, nó không bị thiếu, nó không bị kiểu hụt hụt vào giống như là những cái con điện thoại nhỏ hơn đấy. Và so với những con điện thoại to hơn thì nó gần như là nó sẽ tương đồng khả năng hiển thị ngon, màu đen sâu. Và có một cái là con này sẽ không có cái màn hình luôn bật giống như là iPhone dòng Pro. Tuy nhiên ấy, thì mình thấy rằng là cái tính năng này là cái tính năng không cần thiết. Nếu anh em cần xem thời gian thì cái việc chạm một lần vào màn hình đã bật để cho anh em xem rồi, hoặc là có thông báo đến thì nó sẽ hiển thị ngay trên màn hình lập tức. Mình nghĩ là tính năng luôn bật ở trên màn hình của iPhone thì nó không thực sự là hữu dụng lắm, và anh em cũng không cần quan tâm đến vấn đề này. Màn hình của em này thì chắc chắn là chỉ có một điểm trừ rất lớn, đó là nó không có tần số quét màn hình cao. Nếu như em này có tần số quét màn hình cao nữa thì mình đảm bảo rằng là cái doanh số của dòng Pro và Pro Max sẽ giảm cực kỳ lớn. Tại vì con này option cấu hình thiết kế của nó có thua gì so với dòng Pro, Pro Max đâu. Mà bây giờ thêm cái tần số quét màn hình cao nữa thì gần như là chúng ta sẽ không có nhiều lý do để nâng cấp lên dòng Pro và Pro Max, đúng không anh em? Nhưng mà mình hy vọng rằng là ở thế hệ sau không cần 120Hz đâu, mà chỉ cần Apple trang bị vào 90Hz thôi cũng đã đủ phê rồi. Còn với cái 60Hz này thì hiện tại mình thấy rằng là nó sẽ đủ dùng đối với anh em nào đã dùng quen điện thoại iPhone màn hình 60Hz. Còn đối với cá nhân mình đang dùng iPhone 120Hz, mình đang dùng rất nhiều điện thoại Android có tần số quét cao hơn 144, 165Hz, mà mình chuyển qua con này thì mình đánh giá là nó cảm giác hơi chậm, hơi lag một chút xíu, nhưng thực tế là không nha. Anh em đã dùng quen rồi thì thậm chí là nó sẽ mượt hơn, nó sẽ ngon hơn rất nhiều so với những con iPhone 60Hz trước, vì được nâng cấp về yếu tố phần cứng tốt hơn nhiều. Và rõ ràng là cái màn hình này thì nó chỉ được gọi là đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng của người dùng thôi. Còn nếu anh em mà muốn có một cái nhu cầu sử dụng tốt hơn như kiểu là tần số quét cao thì những con điện thoại Android bây giờ khoảng tầm là 4 triệu thôi đã có màn hình 120Hz rồi. Ok. Còn đến với yếu tố tiếp theo mình thích ở trên iPhone 15 nữa, đó chính là về cái thiết kế. iPhone 15 là một trong những chiếc điện thoại mà có thiết kế gần như là đẹp nhất của Apple trong thời điểm hiện tại. Nó có rất nhiều phiên bản màu sắc. Ví dụ các anh em sẽ có phiên bản màu hồng, và phiên bản màu hồng chính là cái phiên bản màu cháy hàng nhất của Apple, và thậm chí là hiện tại bây giờ đang được bán mức giá cao hơn so với những cái phiên bản màu khác, đâu đó khoảng tầm là 100-200 nghìn. Đó, và màu hồng là cái phiên bản màu mà được rất nhiều chị em phụ nữ gọi là thích thú và hay dùng nhất, đặc biệt là mấy ông con trai mà mua iPhone tặng cho chị, cho mẹ, hoặc cho người yêu hay cho vợ thì auto là phiên bản màu hồng luôn. Và con này năm nay nó làm tốt hơn so với thế hệ 14 cũng như thế hệ 13, đó là
cái mặt lưng của nó sẽ là gàm rộng nhám, ít bám mồ hôi vân tay, khung viền thì nó sẽ bo nhẹ, nó cho cảm giác cầm nắm con này là vô cùng tốt luôn, rất nhẹ nhàng, đầm tay. Thậm chí là dùng con này mình không muốn dùng ốp luôn anh em ạ, tại vì chỉ cầm như thế này thôi đã rất là đầm chắc rồi. Cái phần khung viền nhôm này thì nó sẽ hơi bị dễ tổn thương so với cái phiên bản Pro Max, tại vì sao, cái viền nhôm nó mềm hơn, nhưng mà không sao cả, nó vẫn có khả năng bảo vệ tốt và chúng ta cũng chỉ cần là bảo quản nó một cách ok là không thành vấn đề. Còn đến một yếu tố nữa mà mình nghĩ rằng là mình thích ở trên con iPhone dòng thường hơn so với dòng Pro năm nay, đó là nó sẽ có cái cần gạt công tắc im lặng. Với những con iPhone dòng Pro ấy, thì nó thay bằng nút bấm. Ok, mình đồng ý là nút bấm sẽ cho chúng ta có thể can thiệp được nhiều yếu tố hơn, gắn được các thứ, nhưng mà iPhone trước giờ anh em đã quá quen với cái việc là chúng ta chơi cái cần gạt công tắc này rồi. Chỉ cần gạt xuống phát là biết ngay là đang ở chế độ im lặng. Còn gạt lên ấy, thì biết ngay là đang chế độ bật chuông. Còn nếu như chúng ta sử dụng một cái phím phụ ở trên iPhone dòng Pro ấy, thì ok, mình biết rằng là Apple vẫn có thông báo cho chúng ta rằng là ok, ở đây là đang có cái hiện tượng là chuông gạch ấy, tức là chế độ im lặng đấy. Nhưng mà không phải khi nào chúng ta cũng bật màn hình lên, có thể lúc mà chúng ta đang trong cuộc họp, chúng ta để tay ở trong quần, gạt công tắc một cái là biết ngay, đang ở chế độ yên lặng này. Đấy, an tâm hơn, không cần phải móc điện thoại ra, bấm rồi xem là đang ở chế độ nào. Đó, nó tiện hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta phải bấm từng nút. Và cái phấn nút bấm ở trên dòng Pro thì nó chưa có thể gán được nhiều tác vụ. Ví dụ như là bình thường bấm một cái nó là im lặng đi, thì bấm giữ nó phải là có một cái tính năng khác, ví dụ lấy nét hoặc là bật ứng dụng khác chẳng hạn, thì nó cũng chỉ có im lặng mà thôi. Đó, hoặc là nếu mà bật chế độ khác thì nó lại bị đánh đổi mất ở cái chế độ im lặng. Nên mình nghĩ rằng là cái phím gọi là im lặng cơ như thế này này, nó vẫn hay hơn so với cái phím im lặng mới rất là nhiều. Và một điều nữa là với con iPhone này nó có màn hình Dynamic Island, nhưng mà cái Dynamic Island này thì mình khá ít dùng. Đó, tức là nó sẽ hiển thị lên một cái vài thông báo như là Grab này, hoặc là nó sẽ hiển thị thông báo như là đang sạc pin, hoặc chúng ta một vài tin nhắn, hoặc là những ứng dụng nào mà chúng ta đang stream nhạc trên này thì nó sẽ báo chẳng hạn. Nhưng mà cái đấy thì mình cũng quá để ý các bạn ạ, không có giúp ích gì được nhiều cho mình trong cuộc sống. Nói chung là có thì cũng được, mà không có thì cũng không sao cả. Còn về cái phần cấu hình thì rõ ràng là nếu mà anh em thích điện thoại giá rẻ cấu hình cao, anh em sẽ không mua iPhone. Tại vì iPhone trong tầm giá không bao giờ ăn được điện thoại Android về phần hiệu năng. Mình lấy ví dụ nhé, con này được trang bị con chip Apple A16, nó chỉ được khoảng tầm 1.361.000 điểm AnTuTu mà thôi. Mình chưa cần bàn đến về cái việc là trải nghiệm sử dụng ra sao, nhưng mà nếu mà để có một cái số điểm hiệu năng tương tự như con này hoặc mạnh hơn con này ấy, cứ cho nó là 1.500.000 điểm đi, thì bây giờ những con điện thoại Android xách tay khoảng tầm 6 triệu đã làm được điều đó, điện thoại chính hãng thì khoảng tầm 10-12 triệu cũng đã làm được điều đó. Nên là với con iPhone 15 này, nếu mà chúng ta xét đến yếu tố cấu hình thì chắc chắn đây không phải là lựa chọn tốt dành cho anh em game thủ. Không phải đây là một chiếc điện thoại có cấu hình tệ anh em nhé, nó vẫn có thể đáp ứng cho chúng ta cả nhu cầu sử dụng, làm việc, học tập, thậm chí là sử dụng trong thời gian dài rất tốt. Tại vì Apple làm chip và Apple tối hóa phần mềm cực kỳ ngon. Và gần như trong quá trình của mình trải nghiệm con này khoảng tầm một tuần ấy, thì mình cũng chưa gặp bất cứ một cái vấn đề nào có thể gọi là lag, giật hoặc đơ hoặc kiểu như thế ở trên cái con iPhone 15 cả. Nói chung ấy, là rất ngon anh em nhá, ngon ở hai nghĩa luôn đấy. Và ngoài ra thì với cái con iPhone này thì nếu anh em nào gọi là hướng đến cái nhu cầu là chơi game hoặc là sử dụng những cái tác vụ nặng ấy, thì con này vẫn có thể đáp ứng tốt. Đặc biệt là anh em chơi những tựa game như là Liên Quân, Tốc Chiến, PUBG bây giờ ấy, hoặc là kể cả anh em quay video để sau anh em edit lại bằng CapCut ấy, thì con này vẫn có thể xử lý được. Đó, vẫn có thể xử lý được những tác vụ ở mức là trung bình khá. Còn nếu mà nặng quá thì nó sẽ gặp một vấn đề. Hoặc là anh em chơi những cái tựa game mà với đồ họa max setting như kiểu PUBG rồi chơi HDR cộng với 60fps, hoặc là Genshin Impact anh em để setting cao ấy, thì con này nó sẽ tỏa nhiệt độ ra khá nóng. Đấy, thậm chí là con này khi mà mới lấy về mình setup vài cái thôi mà mình thấy là máy nó đã nóng lên khá là nhanh, khá là nhiều rồi. Thì nếu mà anh em sử dụng nó với tác vụ nặng trong thời gian dài thì nó còn đuối nữa anh em ạ. Và khi mà đuối lên ấy, thì dòng iPhone nó sẽ gặp một cái bệnh mà truyền kiếp luôn, đó là tụt độ sáng màn hình, giảm hiệu năng. Và để giải quyết vấn đề đấy thì chỉ việc một con quạt tản nhiệt sâu lạnh đặt vào đây là xong vấn đề ngay. Đó, nói chung là nó không yếu, nó vẫn có thể đáp ứng tốt được cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Tuy nhiên, nó sẽ phù hợp với nhu cầu đại đa số người dùng hơn, chứ không phải là phù hợp với nhu cầu của anh em game thủ nha. Còn về một cái sự nâng cấp lớn ở năm nay nữa, đó chính là về cái phần camera. Camera năm nay được nâng cấp lên độ phân giải là 48 chấm. Và trong cái phần cài đặt camera, chúng ta đã có thêm một cái tiêu cự là tiêu cự 2x. Với tiêu cự 2x này thì nó vẫn là được crop lại từ cái cam chính 1x của nó thôi. Nhưng bù lại rằng với cái camera chính 48 chấm thì nó sẽ cho chúng ta một cái độ chi tiết ngon hơn. Và khi mà chúng ta zoom ở chế độ 2x hoặc chúng ta chụp ảnh chân dung ở chế độ 2x thì nó sẽ mang lại cho ta một cái độ chi tiết tốt hơn. Và với cảm biến lớn 48 chấm ở trên con iPhone 15 ấy, thì nó sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn. Khẩu độ của nó sẽ là 1.6 và nó sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn so với lại những thế iPhone thường trước. Và ngoài ra nó sẽ có camera góc rộng, mình đánh giá là nó có độ chi tiết khá tốt. Ưu điểm của iPhone
luôn ấy, là chụp ảnh của nó không thiên về cái vấn đề là làm đẹp hoặc chỉnh sửa AI nhiều, mà nó sẽ thiên về hướng đề là thực dụng hơn, cái màu sắc nó của nó trung thực hơn. Và ngoài ra camera selfie của em này sẽ là 12 chấm, khả năng chụp ảnh selfie của nó này thì chi tiết rất là tốt, nhưng bù lại rằng cái khả năng làm đẹp của nó hơi kém, nên á là gần như anh em nào mà selfie thì cũng chắc là không dám dùng camera này đâu. Được cái là nếu mà anh em livestream hoặc là sử dụng cái phần camera selfie này nhiều đấy, đặc biệt là về khoản livestream TikTok hoặc quay video TikTok ấy, thì đây là một trong những dòng điện thoại có camera selfie gần như là best nhất thời điểm này luôn. Nó không phải thiên về chụp ảnh làm đẹp nha, mà thiên về độ chi tiết. Anh em có thể quay video này, anh em có thể livestream bằng cái camera trước, nó cực kỳ ngon, có độ chi tiết tốt, và thậm chí là nếu mà livestream TikTok anh em setup ánh sáng hình ảnh ở mức tốt nhé, thì chất lượng của nó không thua gì so với máy ảnh luôn. Về khả năng quay video thì ở trên iPhone gần như anh em đã biết quá rõ rồi đúng không. Về pin ấy, thì năm nay sẽ là 3349 mAh, dung lượng của những dòng điện thoại Android bây giờ bèo nhất cũng phải tầm 5000, thì với viên pin 3349 nó không tệ như anh em nghĩ đâu nhá. Với viên pin của iPhone con này anh em có thể hoàn toàn dùng được liên tục khoảng tầm hơn 7 tiếng. Còn nếu mà dùng với những tác vụ nặng, dùng 4G liên tục và đặc biệt dùng ở trong điều kiện ngoài trời ấy, thì máy nóng lên nhiều nó sẽ khoảng tầm là 6 tiếng. Thì nếu như anh em dùng với nhu cầu trung bình, con này trong vòng 1 ngày có thể thoải mái đáp ứng được cái nhu cầu đấy. Còn nếu như anh em dùng với nhu cầu cao và đặc biệt là di chuyển ngoài trời nhiều, dùng 4G nhiều, thì anh em cũng cần phải mang sạc dự phòng. Tại vì tới khoảng tầm 4-5 giờ chiều là nó đã hết pin rồi anh em nhé. Nói chung là mình đánh giá nó trâu hơn so với thế hệ trước, nhưng mà cái dung lượng pin này nếu mà so với những con điện thoại Android thời điểm này thì mình nghĩ nó sẽ hơi kém hơn so với một vài dòng flagship pin trên 5000. Với tốc độ sạc thì mình đánh giá cũng không quá cao. Nếu mà anh em mua điện thoại Android bây giờ sẽ có tốc độ sạc nhanh bèo nhất cũng phải tầm là 67W, 80W. Nhưng em này thì nó sẽ khoảng tầm 25 đến 27W mà thôi. Thời gian để sạc đầy viên pin của con iPhone ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm đâu đó từ 1 tiếng 30 đến 1 tiếng 45 phút. Nói chung là hơi lâu. Đấy. Nhưng mà được một cái là cái công nghệ sạc của iPhone thì anh em rất dễ thể tìm được những củ sạc, những cáp sạc hoặc những cái sạc dự phòng hỗ trợ sạc nhanh tương thích. Nên là về những lựa chọn phụ kiện ấy, thì khi mà chúng ta dùng iPhone là quá trời phụ kiện luôn. Đặc biệt này, năm nay Apple cũng trang bị chúng ta cái cổng sạc Type-C, nhưng mà cái cổng sạc Type-C này nó chỉ là tiêu chuẩn USB 2.0 mà thôi, nên tốc độ đọc ghi của nó sẽ không cao lắm, nó không được nhanh như dòng Pro Max. Nhưng mà có cổng sạc Type-C thì mình thấy đã tiện hơn rồi. Giả sử nhé, anh em dùng một con iPad cổng sạc Type-C, anh em dùng một con điện thoại Samsung cổng sạc Type-C, và anh em cũng có một con iPhone chính mà cổng sạc Type-C nữa, thì gần như bây giờ ra đường thì cần mang đúng một sợi cáp sạc duy nhất. Trong khi điều này thì nó sẽ không có ở trên thế hệ iPhone 14 hoặc iPhone 13, vì các thế hệ đấy thì vẫn sử dụng cổng sạc Lightning như bình thường. Rồi, nói chung á là với iPhone 15, nếu mà anh em cần những cái nhất ở trong tầm giá thì mình đảm bảo em này chưa nhất ở bất cứ một yếu tố nào cả. Hiệu năng của nó chưa phải mạnh nhất, camera của nó cũng chưa phải đẹp nhất, rồi pin của nó cũng chưa phải trâu nhất, nhưng đây là một con điện thoại rất cân bằng đến từ Apple. Nó đáp ứng được rất tốt cái nhu cầu sử dụng phổ thông của tất cả đại đa số người dùng của chúng ta. Ví dụ nhé, cần một cái màn hình có khả năng hiển thị tốt, độ sáng cao, đấy, có thể thao tác mọi thứ bằng một tay, iPhone 15 làm được. Cần một chiếc điện thoại có hiệu năng ở mức tốt, đáp ứng những cái nhu cầu chơi game nhẹ, tầm trung hay là làm việc nặng nặng một chút xíu thì iPhone 15 cũng có thể làm được. Cần một chiếc điện thoại có thời lượng pin dùng được khoảng tầm 7 tiếng, sử dụng đi làm văn phòng trong khoảng một ngày hoặc đi làm công việc một ngày, tối về sạc thì con này vẫn có thể đáp ứng được. Cần một chiếc máy nhỏ gọn, nhẹ, đấy, hoàn thiện phần mặt lưng tốt, cảm giác cầm nắm ngon thì iPhone 15 cũng có thể đáp ứng được. Đấy, trong khi đấy những dòng điện thoại Android ở trong phân khúc giá này thì chúng ta cần phải đánh đổi cái này, chúng ta cần phải mất cái kia, và cái sự ổn định ấy chắc chắn nó sẽ không bằng so với iPhone. Ok, đây là những cái gì mà mình cần review đến cho anh em về iPhone 15 trong thời điểm hiện tại. Rõ ràng là anh em game thủ thì không nên mua, còn anh em nhu cầu sử dụng bình thường ấy thì iPhone 15 vẫn là một điện thoại có thể đáp ứng được nhu cầu rất tốt. Anh em nghĩ sao về em nó thì đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét nhé. Đường link mua hàng của One và hiện tại ở One Worldwide đang có một cái mức giá cực kỳ ngon. Anh em tham khảo thông qua đường link ở ngay bên dưới. Bye bye anh em.